Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu món súp nua chay. Và để nấu cái món này thì đây mình có chuẩn bị 200g bắp vàng và 200g củ su, 200g củ sắn và 50g nấm hương. Nấm hương này thì nó còn khô đó, các bạn đổ nước vô, mình ngâm khoảng 2 tiếng là nó nở mềm ra nhé. Phần củ cải cà rốt thì mình sẽ dùng 100g và 100g củ cải trắng và vài cọng ngò rí nữa. Phần nấm rơm thì mình dùng 200g và 200g nui. Ở đây mình dùng con nui nhỏ nha các bạn. Và đây là tàu hũ ki, mình dùng khoảng 5g và 2 miếng tàu hũ. Còn đây là chả cá chay, mình dùng 2 miếng. Ngoài chả cá chay thì các bạn cũng có thể dùng chả chay cũng được nha. Hạt nêm thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh, một ít muối và một muỗng canh đường phèn. Ở đây mình dùng đường phèn để cho vị ngọt nó được thanh hơn. Ngoài ra nếu mà các bạn không có đường phèn thì mình dùng đường cát trắng bình thường cũng được nha. Và giá mình dùng để ăn kèm đó, các bạn thích ăn nhiều thì mình dùng nhiều hơn nha. Ở đây thì mình dùng khoảng 200g. Và phần tiêu xay thì khi ăn mình sẽ rắc vào một ít. Còn đây là hành tím phi, mình sẽ dùng khoảng 3 muỗng canh. Rồi đầu tiên thì mình sẽ xắt củ cải cà rốt và củ cải trắng. Mình sẽ xắt cái độ dày khoảng 0.5cm. Tiếp theo là mình sẽ xắt củ sắn nha. Mình sẽ xắt cái miếng dày khoảng 1cm. Tiếp theo là mình sẽ xắt phần củ su nha. Củ su mình cũng xắt cái độ dày khoảng 1cm. Mình sẽ xắt khoanh khoảng 1cm. Mình cho vào nồi khoảng 2 lít nước rồi mình nấu cho nó sôi lên. Bây giờ nước bắt đầu sôi lăn tăn rồi, mình sẽ cho phần bắp nè, củ su, củ sắn, củ cải trắng và củ cải cà rốt vào. Và mình sẽ hầm trong vòng 30 phút. Mình sẽ cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho phần nấm hương và nấm rơm vào để mình xào. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm. Phần nấm này thì mình sẽ xào khoảng 2 phút. Nấm này mình xào lên như thế này để cho nó được thơm hơn. Và phần nấm mình xào như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Và cái phần ngò rí này các bạn thì mình sẽ cắt cái phần gốc ra. Phần gốc này thì mình sẽ cho vào trong cái nồi nước hầm rau củ đó để cho cái nước nó được thơm hơn. Mình sẽ cho ngò rí vào. Phần tàu hũ thì mình sẽ xắt thành những cái miếng vuông vuông. Đến phần chả cá chay thì mình sẽ xắt miếng. Bắt lên bếp một cái chảo để mình bắt đầu mình chiên tàu hũ. Cho dầu ăn vào trong chảo và đun cho nó sôi lên. Dầu nóng lên thì mình thả tàu hũ vào mình chiên thôi. Tàu hũ thì mình chỉ việc chiên cho các mặt nó vàng đều hết là được. Phần tàu hũ đã chín vàng đều hết rồi, bây giờ thì mình sẽ gấp ra và mình để cho nó thật là ráo dầu. Và mình sẽ dùng cái chảo mà mình vừa chiên tàu hũ để mình chiên tàu hũ ki luôn. Các bạn chiên cho nó phồng lên như vậy rồi mình vớt ra để vào trong miếng giấy thấm dầu. Tương tự thì mình sẽ chiên cho đến khi nào hết. Và phần rau củ sau khi mà mình đã nấu được 30 phút, bây giờ mình sẽ cho phần nấm rơm và nấm hương vào. Mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa nhé. Và sau khi mà mình đã nấu được 10 phút thì mình sẽ cho phần tàu hũ vào. Rồi mình bắt đầu nêm nếm luôn nhé. Mình sẽ cho vào phần hạt nêm, đường và muối vào luôn. Mình sẽ khuấy đều cho phần gia vị tan ra rồi nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Và như vậy là cái nồi nước hầm rau củ của mình cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc nui nữa rồi ăn thôi. Các bạn nhìn nè, cái nồi rau củ của mình rất là hấp dẫn luôn á. Và cực kỳ thơm luôn.
Phần nuôi sau khi mà mình đã ngâm được 2 tiếng á, thì các bạn rửa sạch lại với nước lạnh rồi mình hãy đem đi luộc. Mình ngâm để cho nó nở mềm ra, khi mà mình luộc thì nó sẽ nhanh hơn. Mình để cho nó hơi ráo nước rồi mình đem đi luộc nha. Mình bắt lên bếp khoảng nửa nồi nước rồi mình sẽ cho vào một ít dầu ăn. Và khi nước thật sôi thì mình sẽ cho nuôi vào nha. Phần nuôi này thì mình sẽ luộc khoảng 5 phút. Nuôi mình ngâm rồi cho nên là luộc rất là mau chín. Các bạn có thể vớt một con nuôi lên rồi mình ăn thử nha. Nếu mà thấy mềm là nó đã chín rồi. Và các bạn nhìn này, những cái con nuôi nó rất là trong luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vớt nuôi ra nha. Nó đã chín rồi nè. Mình vớt ra và mình để cho nó thật là ráo nước. Mình sẽ cho vào trong tô một ít giá. Bạn nào thích ăn thì cho vào nha, còn không thì các bạn khỏi cho vào cũng được. Sau đó mình sẽ cho nuôi vào. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chế nước dùng vào nữa là xong. Múc nước súp vào thì mình sẽ cho ngò rí vào nhé. Sau đó cho vào một ít hành tím phi. Rồi rắc vào một ít tiêu nữa. À, mình sẽ cho chả cá chay vào nữa nha. Và cho phần tàu hũ kia vào luôn. Như vậy là cái món súp nuôi chay của mình đã hoàn thành xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nếm thử cái phần nước dùng trước đã. Nước dùng này rất là ngọt luôn á. Vị ngọt từ rau củ nè, từ nấm nè. Và cái phần nuôi á thì mình ăn nó dai dai, mềm mềm nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần chả cá chay nha. Chấm vào với một miếng nước mắm chay nè. Món này thì các bạn có thể ăn với lại nước mắm chay hoặc là nước tương nha. Hoặc là mình có thể ăn với lại muối ớt cũng được nữa. Thường thì mình ăn những cái món mặn đó các bạn riết ra mình cũng thấy ngán. Hôm nay thì mình đổi cái món nuôi chay để mình ăn sáng như thế này thì mình thấy vị nó rất là thanh đạm nè. Và ăn cũng rất là ngon nữa, ngon không khác gì cái món ăn mặn đâu. Và đây cũng là một món ăn chay dành cho những bạn nào mà mình thường xuyên ăn chay đó. Các bạn có thể nấu cái món súp nuôi chay này để cho gia đình mình cùng nhau ăn sáng nhé. Và với các nguyên liệu rất là dễ mua từ rau, củ, nấm và đậu hũ thì các bạn có thể nấu cho gia đình mình một món nuôi vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng để tiếp đãi vào những ngày cuối tuần nhé. Và mình cũng chúc cho các bạn làm thành công nha. Rồi ăn ngon miệng nữa. Và nếu các bạn mà có yêu thích cái món nuôi chay của mình đó thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Và những bạn nào mà đã đăng ký rồi thì các bạn hãy nhấn ngay vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh Món Ăn Ngon nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Và hôm nay mình sẽ làm món trứng vịt muối. Rồi phần nước muối mình nấu như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Cho trứng vào xong thì mình sẽ đổ nước muối vào. Mình sẽ đổ cho nó đầy tới cái miệng luôn. Hồi hộp quá các bạn ơi. Wow. Mọi người các bạn nhìn nè. Cái lòng đỏ trứng muối rất là đẹp luôn. Hôm nay thì mình sẽ nấu món bún bò hé chay. Phần hành đã bắt đầu vàng thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho nấm hương và nấm rơm vào. Và cho sả băm nhuyễn vào luôn. Rồi mình phi cho nó vàng thơm lên. Mình khuấy nhẹ cho cái phần gia vị này nó tan ra. Rồi các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình. Rồi mình muốn bắt dùng vào xong thì cho vào một ít rau ngò gai. Bây giờ mình sẽ hấp thử cái phần nước dùng trước. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nấu món cháo cá chép. Và mình sẽ cho phần gừng mà mình sắc lát vào. Bây giờ mình sẽ đổ vào trong cái nồi cháo luôn. Rồi nồi cháo của mình như vậy là đã vừa ăn rồi. Cuối cùng thì mình sẽ cho phần gốc hành lá vào nữa là xong.